Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn đến với khoa học game file 101. Mình là Eric đến từ team research của Bang Bang Gaming. Video này mà các bạn đang xem sẽ là một trong những video đầu tiên mở đầu cho khoa học game file 101 hiểu đúng và làm đúng về game file. Trước khi chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của khoa học game file 101, anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem Bang Bang Gaming là ai Bang Bang Gaming là một tổ chức agency chuyên về ngách GameFi, Metaverse và NFT. BankBankGaming sẽ hỗ trợ, đầu tư cũng như trao quyền cho các dự án có tầm nhìn xa để hướng tới thành công bền vững. Như hình ảnh dưới đây, bạn có thể thấy BankBankGaming sẽ chỉ tập trung chính vào ngách GameFi với các dự án Game, uh, Play to Earn, Game Metaverse và NFT. Với 5 kênh social chính, bao gồm YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, cũng như website có một số lượng lớn người follow thì cộng đồng Ben Benjamin luôn bắt nhịp thị trường một cách nhanh chóng, research chuyên sâu về các dự án cũng như đưa ra những thông tin chất lượng tới cho người đọc. Ben Benjamin định vị mình là một trong những đơn vị game gamefi top đầu ở Việt Nam thời điểm hiện tại và những lý do tại sao lại có khoa học gamefi 101 này. Anh em có thể thấy trong năm vừa qua, trend GameFi nổi lên và thu hút dòng tiền đổ vào thị trường với nhiều dự án game NFT, game Play to ra đời, tạo ra một làn sóng thu hút đông đảo người tham gia trên toàn thế giới. Minh chứng là với số lượng người tham gia vào thị trường trong khoảng từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 đã tăng lên gấp 5 lần. Việc lượng user tăng lên khá nhanh cùng với đó là một lượng lớn người tham gia đầu tư vào game file thiếu kiến thức, dẫn tới việc mất rất nhiều tiền. Bên cạnh việc trải qua một năm 2021, thực sự bùng nổ đã đưa game file trở thành một trong những ngách vô cùng hot và được săn đón. Nhiều dự án game file ra đời, cùng với đó là một dòng tiền lớn đổ vào thị trường giúp cho thị trường tăng trưởng một cách mạnh mẽ và GameFi trở thành một trong những từ khóa trending crypto trong năm 2021 vừa qua. Nhưng sang đến năm 2022 này thì thị trường bắt đầu trở nên ảm đạm, thị trường điều chỉnh mạnh hơn, dòng tiền đổ vào thị trường ngày càng ít hơn. À, các tự gamefi đời đầu à, hụt hơi trong quá trình phát triển, à, nhiều dự án đã không còn tiếp tục phát triển được nữa khi lượng user ngày càng giảm mạnh. Trước những khó khăn của thị trường trong giai đoạn được gọi là downtrend này thì BangBang Bang Gaming nhận thấy đây chính là cơ hội tốt để thanh lọc ra các dự án game chất lượng có đội ngũ phát triển tốt cũng như là thu hút được người chơi. Thì để chọn cho mình một tựa game chất lượng cũng như có những kiến thức cơ bản đến nâng cao trong ngách game file nói riêng và lĩnh vực crypto nói chung. Khóa học GameFi 101 sẽ là một chương trình mà Ben Gaming mang tới cho mọi người Giúp cho mọi người khi tham gia vào thị trường GameFi có những kiến thức cơ bản đơn giản và sơ khai nhất Làm sao bạn có thể hiểu nhanh nhất về lĩnh vực Crypto cũng như là GameFi ở thời điểm hiện tại Chính vì những lý do trên mà Ben Gaming sẽ tạo ra một khóa học chuyên đề về GameFi Với khoảng 4 giờ học bạn sẽ có thêm những trải nghiệm vô cùng thú vị và mới mẻ Được học thêm những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu Cũng như cách đầu tư hạn chế rủi ro trong thị trường này Cùng với đó là anh em sẽ hiểu những công nghệ cốt lõi có trong một dự án file Và những case study, những trải nghiệm à, kiếm tiền và kinh nghiệm thị trường Khi đối với khoa học GameFi 101 này à, Bạn sẽ được học những gì? thì bạn sẽ được củng cố thêm những kiến thức cơ bản nhất đến những kiến thức chuyên sâu và nâng cao trong ngách game file như game file là gì, cách mà game file đang thay đổi ngành công nghiệp game như thế nào, các loại mô hình kinh tế trong game file, các loại tài sản trong game file cũng như là mối quan hệ mật thiết giữa game file và NFT. Cùng với đó anh em sẽ được học cách đầu tư vào game file tạo ra lợi nhuận cũng như hiểu cách giao thức và nền tảng blockchain tham gia vào GameFi. Ngoài ra, khi tham gia vào khóa học GameFi 101, anh em sẽ có cơ hội trải nghiệm và tiếp cận với những tựa game chất lượng mà BenBen Gaming đang là đối tác. BenBen Gaming cũng đang phát triển rất nhiều trại, tìm kiếm những anh em có chung lý tưởng, chung tầm nhìn để cùng kiếm tiền trong thị trường này. Bên cạnh những cơ hội trên thì BenBen Gaming cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền từ việc trở thành một nhà phát triển game, kiếm tiền từ việc trở thành một nhà đầu tư hay kiếm tiền từ việc trở thành một KOLs. Cùng với đó là giúp anh em có thể có những góc nhìn sâu hơn những vấn đề xung quanh trong game file. Đối tượng trong khóa học này mà BenBen Gaming muốn hướng tới đó chính là những người đam mê blockchain, những người đam mê GameFi các chuyên gia muốn tìm hiểu thêm về các cơ hội trong GameFi cũng như là các nhà đầu tư GameFi cùng với đó là những người sáng tạo nội dung, những người content creator. Về team phát triển của khoa học GameFi 101 là những người bạn mà mọi người có thể nhìn thấy qua màn ảnh dưới đây. Chúng mình đến từ cộng đồng Bang, Bang Gaming. Tất cả anh em đều rất tâm huyết với khóa học này. Thì trong khóa học này ngoài mình là Eric, sẽ có ba anh em cùng đảm nhận vai trò phát triển khoa học này là anh Tiến AD, Neo và Hoàng Anh. Hy vọng qua chuỗi series 30 bài giảng đầy chi tiết từ những kiến thức nền tảng đến chuyên sâu cũng như là những case study trong ngách thị trường game file sẽ giúp cho mọi người gặt hái được những thành quả trong quá trình đầu tư và skin in the game của mình. Hy vọng mọi người sẽ cùng đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho team chúng mình nhé.